Các anh chị, trong video clip này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách mà chúng ta thực hiện các cái diễn biến. Thì cái này thì để cho nó đỡ dài thì mỗi video clip thì chỉ hướng dẫn cho một cái loại nguyên nhân thôi. Thì đầu tiên là để làm những cái nhóm nguyên nhân về tăng diễn biến rừng, thì ta có trồng rừng này, rừng đủ tiêu chí thành rừng này, rừng khoanh nuôi để xúc tiến ta những cái loại khu khoanh nuôi được xúc tiến tài chính tự nhiên là có trồng không trồng bổ sung. Nguyên nhân khác làm tăng, nguyên nhân khác mà làm tăng cái rừng đấy, tất cả những cái loại mà không thuộc những cái là bên trên thì cho hết vào khác rồi. Ok, bây giờ ta sẽ bắt đầu. Ví dụ như là trồng mới, trồng mới thì như ta biết là trồng mới thì nó phải nằm trên cái diện tích mà đất chưa chưa có rừng đấy. Thì là đây cái mã của nó là từ 83 89 này. Bây giờ mình sẽ có đây một số cái cách mà mình làm thì đơn giản nhất thế này. Mình vào cái phần là đây, ta đặt cái bộ lọc này, ta cái xóa cái này đi. Thì ta biết là đất đai rừng ấy, thì cái tên trưởng của nó là cái forest type code lớn hơn bằng này đấy. Rồi tiếp theo là ở đây nó ghi là bao nhiêu, đây là lớn hơn bằng 83 đúng không, 83 đấy. Kiểm tra này, nó trả về hơn 7.000 hàng, 7.500 hàng. Ok, thế thì bây giờ là toàn bộ cái dữ liệu ở trên màn hình này là dữ liệu toàn bộ đây, tài khoản ở huyện Nam Trà My, toàn bộ huyện Nam Trà My những cái lô rừng nào mà có cái thông tin như trên từ 83 cho đến lớn hơn bằng 83 thì từ 83 đến 89 đúng không, theo thông tư 33. Bây giờ ta sẽ tiến hành ta xuất cái lớp dữ liệu này ra, ta để cái định dạng là chuẩn FRI. Cái này thì khuyên tất cả mọi người nhé, khi thêm bất kỳ một lớp vector nào vào trong RMS nên chuyển hết tất cả cái định dạng sang định dạng shape file của FRI chuẩn. Nó vừa đảm bảo về hệ chiếu mà nó vừa đảm bảo là về cái dạng dữ liệu nó ok. Cái này thì tùy mọi người, có thể là để 3405 hoặc là để đúng theo cái kinh tế chung của tỉnh như Quảng Nam là 1745 thì tùy mọi người. Thì đây, ví dụ như chỗ này này tôi tạo ra một lớp rồi, tôi cũng đè lại vào cái lớp này, thêm trực tiếp vào bản đồ thôi. Thì vì sao mình lại phải tạo ra cái lớp này, tạo lớp này để cho nó dễ nhìn. Và cái thứ hai là nó có một cái vấn đề như này này, khi mà mình đã tạo ra cái bộ lọc này rồi ấy. Đấy, nhưng mà đến khi mà mình click vào cái lô này ấy, đây mọi người thấy này, nó lại tự động, nó có thể là nó sẽ tự động nó nhả cái bộ lọc này ra này. Đấy, rất có thể nó sẽ tự nhả cái bộ lọc này ra, mình cũng chưa kiểm soát được cái chỗ này như thế nào. Đấy, thế thì khi mà mình thực hiện một cái cập nhật, một cái diễn biến ấy, thì nó hay bị cái trục trặc ở trong cái đoạn đấy. Thế thì tốt nhất là như mình thì mình sẽ thường là đấy này này, đấy nó sẽ xảy ra các cái lỗi này. Đấy, thế thì tốt nhất là trong cái trường hợp mà nó báo lỗi như thế thì nên tắt hẳn cái phần mềm đi và mình sẽ mở lại. Đây là sau khi mà đã mở lại phần mềm thì bây giờ mình thấy là tất cả những cái lô nào mà nó có cái lớp ở bên trên này này, cái lớp màu đỏ đỏ này, thì là mình có thể thực hiện những cái việc là về về trồng rừng, trồng mới, trồng lại. Thì mình kích vào cái phần hiển thị nhãn và có tính chất này này, mình mở cái nhãn lên. Nếu mà mình muốn biết chính xác là nó là cái mã của nó là cái gì. Đây, forest type này. Mình chuyển sang 13 này, cho nó to này, cho cái màu nó lên màu này đi. Rồi sẽ nhìn. Đấy. Thì ví dụ như bây giờ tôi sẽ cập nhật cho một cái khu vực. Đây, bây giờ mình có thể zoom đến một khu vực bất kỳ nha. Đây là nó đang mặc định nó chọn là cái xã Trà Leng này, nhưng mà ví dụ như mình cập nhật cho cái xã phía dưới này. Đây, thì cái phần thì mình phải đổi sang đúng cái xã này. Đúng không? Thì khi mà cập nhật ấy, thì đây bây giờ mình cập nhật cho cái xã này, thì ví dụ như là hai cái mảnh này nó đang 387, bây giờ mình thực hiện trồng rừng phải không, thì cái
cái khi mà mình thực hiện đấy thì mình phải chọn đúng vào toàn cái lớp lô này đấy, thì mình click thì cái click này nó đang thực hiện là thực hiện cho cái lớp này, chứ nếu mình để ở trên này mình click thì nó không được. Mình click vào cho phép chỉnh sửa này đấy, thì là bây giờ là nó đang cho phép chỉnh sửa đúng cái lô mà mình đang chọn luôn. Đây mọi người có thể là tắt cái lớp này đi này để thấy này. Đấy, nó đang select ở đúng cái lớp lô rừng này luôn. Rồi thì cái hướng diễn biến ở đây là của mình là trồng rừng mới thì là làm tăng rừng lên này đúng không? Thì bắt đầu mình chọn trồng rừng này. Cái thời điểm trồng rừng thì mình sẽ chọn là ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn. Đấy, hoặc là của tháng trước đi. Tháng trước họ trồng đầu tháng trước chẳng hạn. Đấy, thế thì đây là trồng mới này. Phương thức trồng là thuần loài hay hỗn loài thì mình phải chọn. Đấy. Mật độ cây trồng, ví dụ trồng keo đi. Trồng là 5.000. Đấy. Thì rồi. Ok, bây giờ mình có thể tiến hành cập nhật lô. Ở đây nó sẽ báo thiếu dạ thiếu mã thửa đất. Đối với cả những cái lô mà nó thiếu cái mã thửa đất ấy thì mình có quyền là cập nhật lại hoặc mình không cập nhật lại. Đấy, thì nó cũng sẽ vẫn chấp nhận cái phần đó. Nhưng mà nếu mình biết thì mình đưa vào thì là tốt nhất. Đây, ở đây có một cái rất hay là nó sẽ tự động nó nhận này. Tự động nó nhận về đúng cái điều kiện lập địa này, đúng với lại đất đai rừng sau khi trồng này. Đấy. Và đây là chưa có rừng này, mới trồng xong chắc chắn chưa có. Đấy. Đấy. Rồi, ok. Thì loài cây này thì mình phải chọn này. Ví dụ keo. Mình trồng keo lai đi, ok. Đấy. Cái năm trồng này thì mình không sửa được nữa nhé, vì ở kia mình đã chọn là năm 2022 rồi thì không sửa lại cái năm trồng này nữa. Mình có thể kích một cái phần xác thực dữ liệu này để kiểm tra lại một lần nữa xem dữ liệu ok chưa. Không, ok rồi thì mình kích vào ok. Rồi. Đấy, thế thì là mình đã cập nhật xong, đây nó đã báo tạo diễn biến thành công. Thì cái lô này diện tích của nó là diện tích của nó là 1,95 hecta, thì ta có thể bật cái ứng dụng báo cáo lên đấy nha. Cái phần xuất báo cáo này, kích vào xuất báo cáo. Sau khi kích xuất báo cáo xong thì mình chọn một đơn vị hành chính này, đây. Mình chọn vào cái phụ lục đây, thường là mình để cái phụ lục cái mẫu biểu số số 02 của 4 la mã 02 này. Thì đấy. Thì mình thử kích vào cái phần xem báo cáo này. Các tam số này thì tùy chỉnh đúng như chọn tùy chỉnh này, tháng 12 năm 2022 đấy. Thì đây mình sẽ thấy là đây cái diện tích thay đổi này đấy là nó đã ghi nhận vào trong báo cáo rồi là 1,94 đấy, thì là nó tương ứng với cả cái diện tích của cái lô này. Đây này, đây là cái diện tích này này, diện tích tự động thì đang lớn hơn nhưng mà đây diện tích bản đồ nó chỉ lấy cái diện tích bản đồ này thôi, nó ghi nhận vào đấy. Thì đây là xong cái về cái phần trồng mới. Thì đấy, thì khi mà trồng mới thì mọi người có thể là lọc riêng các cái lô mà từ 83 sang đến 89 ở đây để mình thực hiện cái diễn biến là trồng mới. Và tất nhiên là cái diễn biến này nó phải xảy ra thật trên hiện trường mà mình đã xác định được rồi. Thì ví dụ như trồng cả họ trồng mới cả một lô thì mình làm cả một lô, còn nếu mà họ thường thì là họ làm cả lô đúng không ạ, nhưng mà cũng có trường hợp là họ chỉ trồng một nửa thì mình bắt buộc phải thực hiện các giao cắt. Thì cái phần giao cắt thì sẽ hướng dẫn ở cái video clip sau. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái phần diễn biến nữa là cái phần trồng lại. Thì cái phần trồng lại này thì ở đây nó được định nghĩa trong cái thông tư 29 2018. Đấy, thì cái mã của thằng 29 này thì nó lại hơi cái phần trồng lại này nó sẽ hơi khác một tí.